Ca sĩ Thái Salem sống ở gầm cầu với giọng ca rất độc lạ, thì đang ca, anh ta sẽ nhờ sự trợ giúp của một ca sĩ khác, đó là ca sĩ Hoàng Linh, và hai người trình bày ca khúc như thế nào. Mời tất cả quý cô chú anh chị cùng nghe nhé. Buổi tối lớn em đi đâu về quê, vì sao buổi tối em đi xe nhờ ai, vì sao thấy em không cho anh đón đưa từng ngày. Thật lòng không muốn ghen tuông như vì đâu, chỉ vì anh quá yêu em như vậy thôi. Giờ này có lẽ chia tay nhau thì anh mau về đi, em chưa khóc làm gì, chẳng còn chi nữa đâu. Còn cặp nói là gì hả? Không nói gì, nghĩ về chút xíu mình nói bài khác thôi. Dạ đó, ca nói rồi. Rồi à, cái này anh Lê và Hoàng Linh xuất hiện vô đây. Đâu? Anh mà xuống tầm cái là muốn anh làm tiếp em mới cho được chứ. Kìa, ca sĩ anh, Lê anh làm cho được mà tiếp em cho được chứ. Dạ. Vô anh là Hoàng Linh. À, anh Linh vô. Vô giờ. Bài. Sao đây? Sẽ có. Em mới được. Hoàng Linh nghe cái gì? Em kiếm lại anh em mình hát. Anh Linh nghe xuống giọng chức năng của bài Linh chơi luôn. Ca sĩ. Cái điện thoại kia đang quay rồi. Bây giờ bài gì? Giọng kim lan của bài Linh nè. Giọng kim lan là bài gì ta? Giọng kim lan của bài Linh. Anh mọi cái đây để cho anh Vũ Linh này nhớ. Em nhớ không em? Rồi rồi rồi, giống nằm ra vô à. Em nhớ không em? Dưới ánh trăng năm nào, anh với em hay ngồi thèn thùng, đúng không? Hay rồi. đúng. Phải cao bậy rồi đi. Cao bậy rồi. Chắc quốc rồi. Vậy là anh tiếp khúc sao đây chứ? Em được vui hơn ấu sông như thế, có anh chăm bệnh cùng nhau chia sẻ đắng cay. Tương lai có anh trong đời lòng gọi mời cách xe chồng qua. Đây chờ lên. Hè qua thu âm gió đông sang, dáng xuân dịu chạc chạc gian. Mà tính người sau ngồi biệt tâm để tim anh đánh đục vẫn đau. Ôi tuổi xanh mộng mơ, tháng năm vẫn dương mộng chờ. Hứa duyên trong lời ngài, anh về lửa đôi thành thông. Tiếng mưa xiển sau tầm hồn buồn, giạt nhau nhớ thương nào giờ. Người sao anh Linh không vô? Vô 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 anh. Em chờ cao trầu đưa tới, pháo hoa lu nồng mừng cô dâu che chu vi, xanh dài chớp viên bên đàn làng phân hồng điểm tô mạnh viên. Tương lai có nhau trong đời lời gọi mời thắm viên trời bay. Mai xóa đông sang, giáng sinh diệu chạc chạc nàng. Mà thân nàng sao ngồi đi tắm để tim anh đánh lùng vòng đau. Ôi tuổi xanh mộng mơ, vô. Tháng năm vẫn dương mộng chờ. Hứa duyên trao lời ngồi, mà ngồi hoài mặt. Ở đâu, ngồi đâu, ngồi đâu, ngồi kia 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 kia. Tiếng mưa xiết mưa tầm hồn giặt nhau cái thương nào vơi. Hết anh. Trời ơi, hay quá anh ơi. Nhảy bài luôn đi được không? Nhảy điệu rồi. Bây giờ là nhường sân khấu lại cho anh ha. Anh nhảy điệu. Cảm ơn nữ ở bên ca sĩ phụ. Em thì nói chung thì không có nhạc cho em nhảy được. Đúng rồi, không có nhạc. Không nhảy sao nhảy? Là đó em khùng á. Mà mình không có cái lo. Đúng rồi.
quá trời mà lãng tử luôn. Ok, một cái dáng thôi đó, dáng này là dáng của người nghệ sĩ. Có gì đâu anh. Đó, thấy chưa? Còn đồ nghề nữa nha. Cái thần thái của anh. Thần thái nghệ sĩ. Nơi anh sống. Đừng nói với em là nhảy Michael Jackson nha. Trời ơi. Michael Jackson hay sao? Người đẹp trai có cỡ mà anh. Ồ. Bén quá. Tự tin với lũ ta ơi. Quá đẹp luôn rồi. Nói chung là gọn gàng, sạch sẽ, đẹp trai. Đúng rồi. Dạ em lãng tử rồi. Cảm ơn mấy anh. Anh đã nhận được bao lâu rồi anh? Dạ anh tên gì? Dạ em tên là Danh Hoàng Thái Kịch Đẹp. À danh Hoàng Thái ha. Dạ. Danh Hoàng Thái ở gạch cầu Gạch Tiền luôn ha. Đúng rồi. Thì chàng trai Happy Boy. Dạ. Rồi anh giờ anh nhảy một bài đi. Rồi giờ tụi anh em mình vỗ tay một cái thôi. Anh biết nhảy đâu. Hát đi. Vậy là anh không biết nhảy rồi, chỉ biết hát thôi. Thôi bây giờ biết cái gì nữa, cứ việc trình bày hết đi. Biết đâu hả mình nổi tiếng sao? Nói chung bữa nay thì anh cứ biểu là bữa nay là coi như là bung hết tài năng của anh đi. Dạ, bung hết tài năng của mình ra. Ở đây là mấy anh em chia sẻ được cộng đồng. Bên cạnh đó thì giúp cho anh nổi tiếng cho nhanh hơn nữa. Không em có biết đâu. Bây giờ là anh trình bày một cái khúc ca khúc nào đó theo phong cách riêng của anh đi. Gửi đến mọi người trên mạng ha. Tụi anh có biết ở đây có phong cách người dân tộc không? Không không. Lần sao lần sao đó lại rồi. Phong cách người dân tộc á. Phong cách người dân tộc là đâu vậy? Khi ví dụ như em là như cây tiếng dân tộc em ca được chẳng được hết. Rồi mình ca trí tiếng, tiếng anh hỏi mình có ai biết tiếng dân tộc không? Mình ca tiếng dân tộc đi anh. Không, bây giờ nè sẽ kêu ảnh ca đó tiếng dân tộc xong ảnh ca là cái dính là cái tiếng của mình luôn để mình hiểu luôn, khán giả hiểu luôn. À ok. Dạ. Thì như thế này là sắp tới cũng tới cái ngày Tết trôi năm thơ mây của người Khmer. Thì bây giờ cũng như là anh Hoàng sẽ gửi tới cô chú anh chị mình cũng như là bà con đồng bào Khmer ở đây một cái bài hát cũng như là gửi tặng bà con trong dịp Tết này anh Hoàng ha. Ta đi rồi anh nha. Phong cách nghệ sĩ người ta vậy mà. Em sẽ chúc cho mấy anh em khán giả chung này. Dạ. Là quay phim ở đây. Em sẽ chúc mà Tết này. Dạ. Đẹp đẽ đi tới đâu mà thắng đó không về thương ai. Dạ. Rồi đi đâu người ta thương tới đó. Dạ. Ok. Cảm ơn nhiều. Dạ. Phong cách kìa. Quá đỉnh. Đi như Michael trời. Ô cá lo hồng ô cá lo hồng nâu trong rừng xa nhìn chết cắn na sầm cái cá ôi ra hồng nông rầy sầm cái cá ôi ra hồng nông rầy nè cô em gái em tươi như hoa em cùng đi đâu em nạ niên cạnh nhà xòa đôi cá ôi ra hồng nông rầy có cái ca ôi ra phân nông rầy dòng nước cây xanh ơi dòng nước cây xanh có một loại quạt quê hay quá này cô em gái loại quạt kia ôi đã mang tên dày loại quạt kia ôi đã mang tên dày mà nghĩ được không ơi trời ơi hay quá đáng hay mà đang hay luôn tụi em đang lắng nghe phải nói chứ vừa tiếng dân tộc nè mà tiếng Việt luôn á dạ. Nghe nó đang phê rồi, anh cho em phê miếng nữa đi anh. Cho miếng nữa đi anh được miếng nữa đi anh ơi bài hát nào mà có người yêu mà bên người dân tộc đó anh hát bài hát đó đi anh có cần một bạn nữ nào vào để hỗ trợ anh không